Trang Trần, người nhà Phi Nhung sẽ tống cổ, mẹ con Hồ Văn Cường, không chứa kẻ, vong ơn bội nghĩa. Có vẻ như ồn ào lần này của Hồ Văn Cường sẽ không thể êm xuôi qua đi. Trang Trần cho biết, sắp tới người thân của Phi Nhung sẽ đuổi mẹ con Hồ Văn Cường đi. Đây cũng là dự định từ bấy lâu nay. Sau khi đến tận nhà yêu cầu Hồ Văn Cường và mẹ ruột lên tiếng về chuyện Phi Nhung, Trang Trần đã có buổi livestream chia sẻ về vấn đề này. Cựu người mẫu bất chấp việc bị chửi bới vì nghĩ mình cần bảo vệ danh dự của đàn chị đã khuất. Trưa 10 tháng 10, Trang Trần tiếp tục lên sóng trực tiếp để mắng Hồ Văn Cường. Tại đây cô nàng không chút kiêng dè cho rằng nam ca sĩ là người sống vô ơn, ăn cháo đá bát. Theo lời Trang Trần, sắp tới mẹ con Hồ Văn Cường sẽ bị quản lý, người nhà Phi Nhung đuổi ra ngoài. Bây giờ người ta chỉ mong xong việc bà Nhung rồi cũng tống cổ mẹ con thằng Hồ Văn Cường ra khỏi nhà, không ai chứa chấp loại vong ơn bội nghĩa đâu. Lũ cuộn con chúng mày tưởng người ta giữ lại loại vong ơn bội nghĩa ấy. Chỉ có bà Nhung, người có trái tim bao la, mới tha thứ hết lần này tới lần khác. Chứ còn những người quản lý, công ty, người ta muốn đạp cái mặt nó từ mấy tháng nay ra đường rồi. Chỉ vì bà Nhung cứ thương nó, để nó trong nhà, chứ công ty với quản lý muốn tống cổ nó đi từ lâu rồi, Trang Trần chia sẻ. Nói riêng với Hồ Văn Cường, Trang Trần bức xúc khi đối phương một mực im lặng dù Phi Nhung bị oan. Trong thời gian nữ ca sĩ nằm viện, dù cô chịu điều tiếng thế nào thì nam ca sĩ vẫn không lên tiếng. Cựu người mẫu mắng, tụi bay tưởng nó hiền à, nó là con nít quỷ. Chấm than, không chỉ vậy, Trang Trần còn nói thẳng, mong Hồ Văn Cường bớt, ảo tưởng, về tầm quan trọng của mình. Đừng nghĩ Phi Nhung giữ lại trong nhà vì tài năng. Trước khi đến nhà gặng hỏi Hồ Văn Cường, Trang Trần đã xin Phi Nhung để được lên tiếng cho đàn chị. Bản thân cô đã cố bảo vệ con nuôi nữ ca sĩ nhưng giờ đây không thể nhẫn nhịn thêm. Bởi, hàm oan chị chịu suốt mấy tháng qua ai chịu cho chị, Trang Trần nói. Trang Trần quyết định, lật mặt, Hồ Văn Cường để dư luận hiểu rõ sự việc, không còn nghĩ oan cho Phi Nhung. Cô tuyên bố thẳng với nam ca sĩ, nếu đàng hoàng, rõ ràng, và nếu như không phải là người đi thuê, đi nhờ, nếu như mày tin mẹ mày, tin công ty, sao không lên tiếng? Ai cướp tiền của mày? Trong khi gia đình mày nói nhờ người ta giữ dùm. Không bị câm, không bị liệt, biết chữ, ai ăn được tiền của chúng mày. Sự thật chuyện Phi Nhung ăn chặn 200 triệu của Hồ Văn Cường, tiết lộ câu nói đau lòng của cố ca sĩ. Liên quan đến ồn ào tiền nong giữa Phi Nhung và Hồ Văn Cường, Trang Trần mới đây đã lên sóng livestream chia sẻ toàn bộ sự thật. Cựu người mẫu khẳng định đàn chị không hề ăn chặn tiền của con nuôi. Móc lửng. Câu chuyện tiền nong giữa Phi Nhung và Hồ Văn Cường giờ đây lại tiếp tục nóng trở lại. Mặc dù nữ ca sĩ đã qua đời nhưng nhiều người vẫn liên tục chỉ trích khi cô chưa trả lại tiền cho con nuôi. Thậm chí một nữ CEO còn ra mặt yêu cầu quản lý của Phi Nhung phải thực hiện chuyện này. Nếu không, chỉ cần Hồ Văn Cường lên tiếng, bà sẵn sàng cho nam ca sĩ 500 triệu đồng. Bức xúc vì Phi Nhung ra đi nhưng vẫn không được để yên. Trang Trần đã đến tìm gặp Hồ Văn Cường ngay trong đêm 9 tháng 10 để chất vấn xem cậu bé có nhờ người khác đòi tiền hộ hay không. Chưa dừng lại ở đó, sau khi về nhà, cựu người mẫu lại tiếp tục livestream chia sẻ về vấn đề này. Cô cho biết mình đã nhịn suốt thời gian qua chỉ vì một câu nói của Phi Nhung, thôi để chị dạy con chị. Thế nhưng giờ đây chuyện lại tiếp tục bị đào bới khiến cựu người mẫu không thể ngồi im. Cô tức giận khi đàn chị đã hết mực bảo vệ, che chở cho con nuôi nhưng vẫn bị vu oan. Tôi không thể để chị Nhung bị oan ức, chết rồi vẫn bị chửi bới chỉ vì bị vu khống chuyện ăn chặn 200 triệu của Hồ Văn Cường. Hồ Văn Cường đã 18 tuổi rồi, không còn là con nít nữa, nhưng vẫn không chịu lên tiếng bảo vệ mẹ mình một câu từ lúc chị Phi Nhung bị vu khống tới giờ. Đến đứa trẻ 6 tuổi còn biết bênh mẹ khi bị chửi, huống hồ 18 tuổi rồi. Một người con mà để cho mẹ mình bị vu oan suốt bao nhiêu tháng trời không biết nói một tiếng thì không xứng đáng là con, Trang Trần chia sẻ. Chấm than, trên sóng livestream, Trang Trần khẳng định không có chuyện Phi Nhung ăn chặn tiền của Hồ Văn Cường. Gia đình nam ca sĩ biết rõ số tiền là bao nhiêu và nhờ mẹ nuôi giữ hộ. Riêng giọng ca, Bông Điên Điền, từng nói, sau khi Hồ Văn Cường thi học kỳ xong sẽ trao trả chứ không hề có ý định cầm luôn. Trang Trần cho rằng 200 triệu đồng không lớn đến mức Phi Nhung phải chiếm đoạt. Xuyên suốt sự việc Trang Trần vẫn cố gắng bênh vực Hồ Văn Cường nhưng giờ đây cô đã không thể nhịn được nữa. Nhìn nam ca sĩ biết rõ mẹ nuôi bị vu oan nhưng vẫn im lặng khiến cựu người mẫu tức giận. Trang Trần tuyên bố, tôi nhắc nhở Hồ Văn Cường rằng, trước khi học thành danh hãy học thành nhân đi. Con người phải biết ơn. Sống vô ơn với người khác thì sẽ nhận những điều vô ơn người khác đáp lại mình.
người ta cho mình bát cơm, giúp mình khi khó khăn, mình phải biết ơn. Trang Trần, người nhà Phi Nhung sẽ tống cổ, mẹ con Hồ Văn Cường, không chứa kẻ, vong ơn bội nghĩa. Có vẻ như ồn ào lần này của Hồ Văn Cường sẽ không thể êm xuôi qua đi. Trang Trần cho biết, sắp tới người thân của Phi Nhung sẽ đuổi mẹ con Hồ Văn Cường đi. Đây cũng là dự định từ bấy lâu nay. Sau khi đến tận nhà yêu cầu Hồ Văn Cường và mẹ ruột lên tiếng về chuyện Phi Nhung, Trang Trần đã có buổi livestream chia sẻ về vấn đề này. Cựu người mẫu bất chấp việc bị chửi bới vì nghĩ mình cần bảo vệ danh dự của đàn chị đã khuất. Trưa 10 tháng 10, Trang Trần tiếp tục lên sóng trực tiếp để mắng Hồ Văn Cường. Tại đây cô nàng không chút kiêng dè cho rằng nam ca sĩ là người sống vô ơn, ăn cháo đá bát. Theo lời Trang Trần, sắp tới mẹ con Hồ Văn Cường sẽ bị quản lý, người nhà Phi Nhung đuổi ra ngoài. Bây giờ người ta chỉ mong xong việc bà Nhung rồi cũng tống cổ mẹ con thằng Hồ Văn Cường ra khỏi nhà, không ai chứa chấp loại vong ơn bội nghĩa đâu. Lũ cuộn con chúng mày tưởng người ta giữ lại loại vong ơn bội nghĩa ấy. Chỉ có bà Nhung, người có trái tim bao la, mới tha thứ hết lần này tới lần khác. Chứ còn những người quản lý, công ty, người ta muốn đạp cái mặt nó từ mấy tháng nay ra đường rồi. Chỉ vì bà Nhung cứ thương nó, để nó trong nhà. Chứ công ty với quản lý muốn tống cổ nó đi từ lâu rồi, Trang Trần chia sẻ. Nói riêng với Hồ Văn Cường, Trang Trần bức xúc khi đối phương một mực im lặng dù Phi Nhung bị oan. Trong thời gian nữ ca sĩ nằm viện, dù cô chịu điều tiếng thế nào thì nam ca sĩ vẫn không lên tiếng. Cựu người mẫu mắng, tụi bay tưởng nó hiền à, nó là con nít quỷ. Chấm than, không chỉ vậy, Trang Trần còn nói thẳng, mong Hồ Văn Cường bớt, ảo tưởng, về tầm quan trọng của mình. Đừng nghĩ Phi Nhung giữ lại trong nhà vì tài năng. Trước khi đến nhà gặng hỏi Hồ Văn Cường, Trang Trần đã xin Phi Nhung để được lên tiếng cho đàn chị. Bản thân cô đã cố bảo vệ con nuôi nữ ca sĩ nhưng giờ đây không thể nhẫn nhịn thêm. Bởi, hàm oan chị chịu suốt mấy tháng qua ai chịu cho chị, Trang Trần nói. Trang Trần quyết định, lật mặt, Hồ Văn Cường để dư luận hiểu rõ sự việc, không còn nghĩ oan cho Phi Nhung. Cô tuyên bố thẳng với nam ca sĩ, nếu đàng hoàng, rõ ràng. Và nếu như không phải là người đi thuê, đi nhờ, nếu như mày tin mẹ mày, tin công ty, sao không lên tiếng? Ai cướp tiền của mày, trong khi gia đình mày nói nhờ người ta giữ dùm? Không bị câm, không bị liệt, biết chữ, ai ăn được tiền của chúng mày?